bơ buồn về phải trải qua, nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, chân tình anh ấy vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Giờ nhìn lại những hình ảnh năm 2023 thì giống như là một cũ phim ký ức. Mình cảm thấy là mình được quay về những cái thước phim mà mình vừa trải qua. Một cái mục tiêu gọi là cái mục đích quan trọng cho cuộc đời mình cũng đã hoàn thành. Đúng rồi. Đó là hai đứa về chung một nhà với nhau. Và khi mà nhìn lại những hình ảnh đó thì mình cảm thấy là rất là vui. Và một kỷ niệm rất là đẹp trong năm 2023.